Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui với gia đình thân thương của mình. Ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta sẽ quay lại với những mã quần short và những chiếc quần dài nha các bác. Đó, quần short thì hầu hết nó sẽ là cái chiếc quần kaki hoặc là quần short jean nha các bác. Quần dài thì chúng ta cũng có những chiếc quần jean và những chiếc quần kaki. Đây là kiện hàng mới về buổi sáng ngày hôm nay nha. Kiện vẫn còn nóng hổi nha các bác. Còn giá bán thì bên em sẽ điều chỉnh theo từng sản phẩm nhé. Thì giá đâu đó hơn 100.000 hoặc hơn 200.000 cho một mã thôi. Và giá bán ra thì nó bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ quay lại với mã T. Mã T nha các bác. Các bác lưu ý cái mã số của sản phẩm và cái ngày lên sản phẩm nhé. Tất cả những cái thông tin chi tiết của sản phẩm thì bên em sẽ ghi bên phía góc màn hình này. Với cái dòng quần như thế này thì bên em sẽ đo vòng eo, chiều dài quần và độ rộng của ống cho các bác. Các bác nhìn vào bảng thông số giúp em nhé. Đó, mua quần hay mua áo thì các bác cứ nhìn vào thông số các bác mua giúp em nhé. Rồi mã T1 em lên cho bác một con quần short của nhà Levi. Con này cũng gần như là đẹp nhất kiện rồi. Thường những con siêu phẩm em sẽ để đầu like nhé. Con này nó sẽ là quần short jean và độ mới của nó là 99-100% nhé. Đó, phía sau thì có đính đá này. Con này nó cực kỳ hiếm luôn nhé. Dòng Levi này siêu hiếm luôn. Con này mới 99-100%, chưa có người sử dụng đâu. Dòng Levi San Francisco. Đây, dòng này cực kỳ hiếm nha các bác. Đó, dòng limited đấy. Thị trường Đồ Sĩ gần như là nó cực kỳ hiếm luôn. Lâu lắm rồi mình gần như đây là cái con đầu tiên mà em khui được ở kiện Đồ Sĩ, cái dòng quần Levi này nha các bác. Con này phía sau nó đính đá sang lắm. Quần thì siêu mới luôn nhé. Quần siêu mới luôn. Hàng chính hãng Levi cho em nhé. Quần short chất jean màu đen. Đó, cái tab của Levi phía sau nó cũng làm bằng chỉ kim tuyến này. Con mặc thì con này mặc thì theo cái phong cách sang. Sang lắm. 260.000 mã T1 cho em nhé. Một con quần short jean rất đẹp của Levi. Cực kỳ rẻ rồi các bác ạ. Nói chung là cái giá này các bác mua mới, còn này các bác mua mới thì nó cũng phải trên dưới 2 triệu nhé. Đây là giá bán đang bằng 1/10 so với giá các bác mua mới. Và quần này thì cũng bao cho các bác là như quần mới luôn. T1. T2 lên cho bác một con quần short jean này. Con này thì sẽ là hàng của Nhật nhé. Quần short jean của Nhật, độ mới là hoàn hảo luôn. Rất mới nhé. Chất jean thì cực kỳ đẹp. Hàng nội địa Nhật nó làm thì các bác cứ yên tâm. Bán cái mức giá một vài trăm nghìn thì nó không phải là vấn đề để cho các bác phải suy nghĩ quá nhiều nhé. Độ mới cao, độ mới rất cao nhé. Đó, đẹp chưa? Mấy con này nó phối theo kiểu phong cách nó hơi bụi bặm một chút, các bác mặc thì cực kỳ thời trang nhé. Bác nào vòng bụng 86 thì lấy ngay mã này xem nhé. Vòng bụng 86 lấy ngay mã này xem. Con này thì bán cho bác mức giá 220.000 bao ship nhé. 220.000 bao ship, quần jean của Nhật, độ mới là hoàn hảo nhé. Rất mới. Hàng bên em thì đều là hàng tuyển hết nha các bác, đều là hàng tuyển hết. Và kể cả là hàng tuyển thì cũng sẽ có những con nó rất mới, có những con độ mới nó vừa phải, có những con độ mới nó trung bình. Thì bên em sẽ điều chỉnh giá cho nó phù hợp nha các bác, bên em không bán đồng giá. Đó, nên các bác cứ yên tâm, cái số tiền các bác bỏ ra thì nó sẽ hợp lý. Đó, T3 nhé, tiếp tục lên cho bác một con quần jean của Nhật với độ mới cũng là hoàn hảo luôn, nó chẳng khác gì quần mới đâu ạ. Kiện short jean này thì em về cho bác được gần 20 con này, không có nhiều đâu. Tem cốt của Nhật nhé, vẫn là hàng nội địa của Nhật, chất jean cực kỳ đẹp, mới tinh. Đó, đẹp chưa? Ok nha, con này phối cũng rất là đẹp, nhìn nó thời trang nha các bác, rất là hợp thời nha. Bác nào vòng bụng 90 lấy mã này nhé, T3 vòng bụng 90. Thường một con quần short jean các bác mua hàng Quảng Châu, các bác mua hàng ở chợ thì giá cũng 300. T4 này tiếp tục là một con quần short jean của Nhật Bản luôn nhé. Kiện này khui của kiện Nhật hết. Hàng của bên em thì thường sẽ khui ở kiện Nhật. Và ngoài những cái sản phẩm nội địa của Nhật thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm của những cái thương hiệu thời trang lớn trên thế giới nhé. Con này cũng rất đẹp, hàng Nhật Bản luôn. Hàng của Nhật thì bên em cũng không đọc tên thương hiệu nhé. Ngoài những cái con thương hiệu nó quá lớn, còn lại những cái thương hiệu nội địa Nhật thì cũng không đọc tên thương hiệu làm gì nhé. Mã T4 cho em này, đẹp. Vẫn là một con form quần rất đẹp, rất thời trang nhé. Quần rất đẹp, rất mới, phối kiểu rất là bụi bặm nhé. Quần màu nó vậy chứ không phải là bụi bặm đâu nha các bác. Màu phối nó bụi bặm đấy các bác. Đó, một con quần mà nó làm cho cái phong cách nó bụi bặm, nó cứng cáp, nó phải là quần. Đẹp chưa? Các bác nhìn cái chất vải nó mới tinh nhé. Mông má nó còn rất là đẹp, không có bị xước, không có bị chày gì đâu. Mấy con quần này gần như chưa có người sử dụng đâu ạ. Mã T4 cho em nhé. Mã T4 con này vòng bụng là 80. 200. Mã T5 lên cho bác một con quần short kaki của nhà Reebok, một cái thương hiệu thời trang thường nó sẽ làm hàng thể thao nhé. Và cái thương hiệu này nó bán giá cũng rất là cao này. Hàng của Reebok, thương hiệu của Anh nhé.
đẹp chưa? Con này là chất quần kaki cho em nhé, màu xám nhạt, quần kaki màu xám nhạt. Vòng bụng con này là 82 cho em nhé, vòng bụng 82 quần kaki. Con này để cho các mức giá là chỉ có 100, con này để 150 đi, 150.000 nhé, hàng chính hãng của Reebok, 150.000 nha các bác. Reebok quần rất mới nha. Và các bác lưu ý giúp em nhé, mặc dù là hàng tuyển, hàng nước đầu, hàng quy kiện thì một vài con quần sáng màu nó dính một vài vết bẩn bụi đấy, bên em sẽ không tính là lỗi đâu nhé, bởi vì những vết bẩn này thì các bác có thể tự xử lý, tự giặt được nhé, thì nó sẽ sạch. Còn những cái vết ố, vết bẩn và cảm giác giặt không sạch thì bên em sẽ báo với các bác rất là rõ ràng trên live luôn. Còn một vài con quần sáng màu nó dính một vài vết bẩn bên em sẽ không tính là lỗi nhé, bởi vì cái đấy tự giặt được nha các bác. Hàng này thì hàng mới quy kiện, chưa có qua giặt là đâu, em mới chỉ là và ủi cho nó lên cái form của quần thôi, chưa qua giặt nhé, báo cáo rất là rõ ràng các bác là như vậy nhé. Bởi vì quần bên em đã trừ chi phí giặt là đi cho các bác rồi, còn mấy con quần với cái chất lượng như thế này bán với mức giá này thì thực sự nó rất là rẻ rồi nhé. Con này thì nó sẽ là hàng của thằng More Davis, hàng của một cái thương hiệu của Anh Quốc nhé, nhưng mà con này thì nó bị cắt tác rồi, con này nó bị cắt tác nhé, cắt tem rồi. Nhưng con này em đã tìm hiểu rồi, giá bán của quần nó rất là cao, nếu mà các bác mua mới đây, tên thương hiệu ở trên Cúc này, tìm hiểu rồi nha các bác, con này nó bị cắt tác thì em đã check giá rồi. Một con quần short như thế này nếu mà các bác mua thì nó dao động từ 1.6-1.7 nhé, nó rơi vào tầm 70-80 bảng Anh một quần đấy. Con này chất đẹp, chất co giãn này, quần short chất jean co giãn nhé, màu đen mới tinh, hàng thương hiệu cả nha các bác. Con này thì nó thiết kế theo kiểu form vắn gấu mà kiểu nó trẻ trung, nó thời trang đấy. Cái này vòng bụng nó sẽ là 82 nha các bác, T6 vòng bụng 82. Con này để cho các mức giá là 200.000 thôi, rẻ. T7 lên cho bác một con quần này thì nó sẽ là quần kiểu quần chất gốp nhé, chất nó mỏng, nó nhẹ nhàng các bác, dùng để chơi gốp ấy. Đây, đẹp lắm, nói chung cái chất con này nó mỏng, nó nhẹ đấy. Các bác mặc ở nhà mà đi chơi cho em thì đẹp nhé. Quần gốp nên nó làm kiểu rất là thời trang, hơi hướng là kiểu thể thao đó nha các bác, chất mỏng nhẹ, mặc sai đó, chất đẹp lắm. Nó giống như là cái chất quần công sở, quần vải này, nhưng mà chất nó mỏng, nó nhẹ và nó cực kỳ mềm. Rồi con này để cho các mức giá là, con này bán rẻ 160 nhé. Con này vòng bụng 80, 160.000 quần chất gốp nhé, nó là quần gốp luôn đấy, quần để chơi gốp luôn các bác, đẹp lắm. Nói chung là quần là mới tinh tương này, cái chốt của quần nó làm một kim loại dập tiền thương hiệu luôn nha, 160.000 cho em mã T7. T8 lên cho bác một con short jean màu sáng màu này, con này thì hàng của Nhật Bản luôn. Cái này sản xuất gia công tại Trung Quốc nhé, nhưng mà thương hiệu của nó sẽ là thương hiệu của Nhật nhé. Cũng là cái dòng cực kỳ cao cấp nhé. Con này 98% nó là cốt tông sáng màu này. Đó, màu sáng màu nhé các bác. Con này mặc ở nhà mà đi chơi cà phê cà pháo là đẹp rồi. Quần còn rất đẹp, rất mới nhé. Màu sáng màu mà nó còn mới tinh. Con này để cho bác mức giá 180.000 thôi nhé. Và 86. À quên, vòng bụng 86 nhé các bác. Vòng bụng 86. Nếu quần sáng màu này các bác mặc thì nó đẹp, nó sạch sẽ này. Vòng bụng 86 cho em nhé, mã T8, quần short jean thương hiệu Nhật nha, mới tinh. Tiếp theo lên cho bác một con quần mặc mùa hè đi biển đi chơi cho em này, rất đẹp nha, quần của Nhật Bản luôn. Quần này thì nó sẽ là quần hai lớp và quần độ mới của nó là gần như là hoàn hảo luôn nhé, mới tinh. Quần này chắc chắn cho những người mặc đó. Các bác nhìn cái phối màu nó đẹp kinh khủng luôn. Cái con này các bác bạn đi du lịch, đi biển cho em thì không có gì để chê luôn. Đó, mấy cái dòng quần đi biển này đôi khi các bác cần tìm để sử dụng mà không biết mua ở đâu được đâu. Hàng của Nhật chất lượng cực kỳ cao nhé. Vòng bụng 76 co giãn ra 78 nhé. Vòng bụng 76 co giãn ra 78. Bụng chung có dây rút mới tinh. 170.000 thôi. Bác nào nhà gần biển và trong mùa hè đang có, mình có cái lịch đi du lịch thì lấy con này về mặc. Đi biển cho em siêu đẹp luôn. Đi biển thì về mặc, còn đi biển thì nó mới đẹp nha các bác. Chụp ảnh cho đây. T10 lên cho bác một sản phẩm của thằng Black Label, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Cái này thì phù hợp với bác nào thích phong cách nó trẻ trung một chút, tìm một con quần jean mà nó màu wash và nó rách kiểu rách hàng hiệu ấy, rách kiểu cái này này, rách nhìn là trẻ trung một chút ấy, thì các bác có thể lấy cái này nhé. Hàng của nó cũng là hàng của Nhật Bản, con này được sản xuất tại Korea nhé, sản xuất tại Hàn Quốc nhưng mà thương hiệu của Nhật nhé. Con này nó làm cái phối wash đẹp lắm, mặc kiểu theo phong cách trẻ trung ấy. Con này nó mới tinh tươm nhé, mới tinh tương, mông má còn rất là đẹp, không có sờn, không có rách cái gì hết ạ. Phối rất là trẻ trung nhé, bác nào thích phong cách quần mà nó trẻ trung một chút thì lấy cái mã này.
Đó, quần nó rách kiểu là có bảo hộ bên trong, nó không bị hở ra thịt đúng nha các bác. Mã này nó sẽ là mã T10 vòng bụng 80 cho em nhé. T10 vòng bụng 80 200.000. T10 vòng bụng 80 200.000. T11 lên cho bác một con hàng của Nhật Bản luôn. Và nó sẽ là cái phong cách là thêu như thế này nhé, thêu thùa đúng theo cái phong cách quần jean Nhật Bản nó làm. Đẹp lắm nha các bác. Con này cũng rất là mới luôn, hàng Nhật Bản nhé. Tem cốt của nó sẽ là tem của Nhật nhé, tem của Nhật hết nha các bác. Rồi con này thì nói chung là đẹp thôi, thêu. Bạn nào thích phong cách nó bụi bặm, nó hầm hố một chút thì lấy mấy con này thêu nhá. Hình thêu là cực kỳ sắc nét luôn, không có chỉ thừa đâu. Công nghệ làm quần jean của Nhật Bản thì cực kỳ đỉnh luôn. Vòng bụng 80 cho em nhé, vòng bụng 80 mã T11 vòng bụng 80, lấy con này đi các bác, đẹp lắm. Đặt ngồi bè cho em này, 200.000 thôi ạ, 200.000 bao ship nhá, 200.000 bao ship, còn rất mới. Hàng tuyển thì con nào nó cũng như con nào thôi các bác. Các bác đừng có lo là cùng với một giá bán là sẽ có con mới con cũ nhé. Con nào mà có cái độ mới nó thấp hơn bên em sẽ bán giá nó thấp hơn mấy con kia, kể cả nó là hàng hiệu đến cỡ mấy nha các bác. Đó. Tiếp theo lên cho bác một con hàng, con này hàng của Mỹ nhé, sản phẩm của thằng Lipstick. Con này thì hàng của Mỹ 100%, nó được made in USA. Đó. Chất đẹp lắm, mấy con này chất siêu đẹp luôn. Tem cốt quá là nhiều luôn ạ. Chất jean độ dày vừa phải nhé, có độ co giãn, chất jean độ dày vừa phải, có độ co giãn, màu thì dễ chịu, dễ mặc. Liệu cao cấp nha các bác, chất liệu cao cấp nha. Rồi, con này để cho bác mức giá là 200.000 đi. 200.000 thôi nha các bác. 200.000. Mới tinh nhất, hàng của Mỹ mới tinh. Mã T12 cho em này. Mã T12 200.000. T12 200.000. Vòng bụng 82, chất co giãn nhẹ cho em, chất co giãn nhẹ. Mới tinh. Cái thương hiệu này thì em có hai con nhé, có hai con. Tiếp theo lên cho bác một con Adidas, con này thì chất thể thao này. Vòng bụng con này là 90 cho tới 96 nhé, quần short. Cái dòng này thì các bác chơi thể dục thể thao, mình đánh cầu lông, chạy bộ, đánh bóng bàn thì nó rất là đẹp. Hàng thể thao chất liệu dày dặn, độ mới là tinh tươm nhé. Con này vòng bụng 90-96, vòng bụng nó hơi lớn một chút nhé. Vòng bụng hơi lớn một chút, bác nào bụng 90-96 mặc nhé. Con này em cũng bán rẻ thôi, 130.000, hàng chính hãng Adidas, độ mới cao nhé. Đẹp lắm, mới tinh tươm. Đó, tem code của Adidas này, dòng Climacool nhé. Con này là quần hai lớp, cực kỳ dày dặn, cực kỳ đẹp. 130.000 nha các bác, mã T13. T13. T14 đây lên thêm cho các bác một con hàng của Mỹ này, made in USA, nó giống hệt con kia. À không, em xin lỗi nhé, con này hàng của Uniqlo, quần short jean của nhà Uniqlo. Con này các bác mua mới giá dao động từ 78 đến 900 một quần nhé, 78 đến 900 một quần, quần short jean của Uniqlo, phối đơn giản thôi. Nhưng mà quần nó mới, quần nó rất mới, nó như một con quần mới. Còn hàng Uniqlo bán trên kênh của em thì nó phải mới thì bên em mới bán nhé, bởi vì nó cũng là cái thương hiệu tầm trung thôi, giá bán của nó nếu các bác mua mới nó cũng không có quá đắt. Con này để cho bác mức giá 180 nhé, coi như các bác đang mua một con quần Uniqlo với mức giá sale là 80%, mới tinh tươm nhé, Uniqlo. Con này vòng bụng là 80, mã T14 180.000. T15 lên cho bác một con quần thể thao của nhà Adidas nhé, quần của Adidas vẫn phối 3 sọc hai bên. Con này bụng lớn, con này bụng nó tầm 98-100 thôi, bác nào bụng 98-100 thì lấy nhé. Nói chung hàng bên em thì sẽ bán đủ size cho các bác luôn, từ những cái size nhỏ nhất cho tới những cái size lớn nhất. Mặc dù bán hơi chậm một chút những cái size như thế nhưng mà không sao. Khách hàng bất cứ các bác là size gì vào kênh của em thì chắc chắn cũng có hàng đẹp để các bác mua nhé. Con này vòng bụng tầm 98-100 cho em nhé. Con này size lớn bán rẻ cho bác 100.000. 100.000 nhé, hàng chính hãng Adidas, độ mới cao. Rất mới nha. Tiếp theo mã T16. T16 lên cho bác đây. Thêm một cái con của thương hiệu kia nhé, hàng của Mỹ ấy. Đẹp nha. Quần jean nha các bác. À con này không phải, con này được made in Jordan. Con này made in Jordan này. Đó là quần jean màu xanh, đẹp lắm, với tinh tươm nha. Chất jean này thì nó gần như là một con quần mới. Mấy con này thì chưa có người sử dụng đâu. Các bác nhìn vào phần mông má là các bác biết rồi, nó mới tinh nhé. Quần jean, đặc biệt quần jean các bác sử dụng thì em thường em sẽ kiểm tra cái độ mới bằng cách nhìn vào cái mông, nhìn vào cái bông của nó nhé. Bông con này thì còn mới tinh tươm luôn. Đó, còn nguyên mùi quần mới nhé, rất là thơm. Tất cả những cái kiện hàng của bên em khi mà khui ra ấy, hàng nó thơm phức, bởi vì bản chất những con hàng này thì nó sẽ là cái kiện tuyển đấy. Kiện đồ si thì nó cũng phân loại nhiều nhiều loại kiện nha các bác.
Kiện đắt tiền thì mở cái kiện ra, hàng nó thơm phức bởi vì nó đã qua được xử lý giặt là ở bên tổng kho ở bên nước ngoài rồi nha các bác. Nó đã vệ sinh giặt là trước khi nó đóng vào kiện rồi. Con này vòng bụng là 84 nhé, vòng bụng 84, một con quần jean made in Jordan màu xanh, cực kỳ dễ mà. Mới tinh nhé. Con này để cho bác mức giá 180 đi. T16. T17 lên cho bác một con quần jean, quần short màu đen này. Đây, con này mới là con giống của thương hiệu kia này. Đó, hàng của Mỹ, made in USA luôn. Chất liệu là cực kỳ đẹp. Màu đen nhé. Đẹp quá. Đấy, con short jean này có mặt đi chơi thì cực kỳ đẹp. Đó. Quần mới tinh tươm nhé, không một vết bẩn, không một lỗi lầm gì hết. Nó như một con quần mới. Con này cũng chưa có người sử dụng đâu. Và giá bán của em nó thì cũng chỉ 200.000 bao ship. Con này vòng bụng 88 em nhé, mã T17 của shop jean của Mỹ. Bác lưu ý nhé, còn jean thì bác để ý vào cái bảng thông số giúp em, để ý vào cái bảng thông số giúp em nhé. Đo cực kỳ chính xác bởi vì quần bên em đo thủ công ấy, chứ không phải là đo theo cái thông số quần nó để trên đo thủ công bằng thước ấy, chứ không đo theo cái thông số nó để trên tem quần đâu. Tiếp theo lên cho bác một con quần jean nhé. Bây giờ thì lên đến quần dài đi các bác, quần dài nhé. Lên cho bác một con form ống đứng này, một con quần jean form ống đứng của thương hiệu Edwin Nhật Bản. Cái thương hiệu này thì bên em bán rất là nhiều trên kênh rồi. Edwin của Nhật nhé. Còn này các bác mà mua mới thì giá nó dao động từ 2,5 triệu đến 3 triệu trong quần nhé. Còn các bác muốn kiểm chứng xem cái lời em nói về giá sản phẩm có chuẩn hay không thì lên Google, các bác gõ cái chữ Edwin này ra, đó thì nó sẽ hiện giá bán một cái sản phẩm nếu các bác mua chính hãng nhé. Còn con này em báo giá cho bác, nếu các bác mua mới nó sẽ rơi vào tầm 2,5 triệu đến 3 triệu một quần. Con này form ống đứng nhé, bác nào mà kiểu chân dài đấy, người dăm dặm cao một chút mặc rất đẹp. Và con này thì độ mới của nó gần như là hoàn hảo, mới 99% nhé. Đó, đường lai quần nó làm cực kỳ chắc chắn luôn, đi chỉ đôi tất cả mọi thứ, cái độ hoàn thiện quần gần như là hoàn hảo luôn. Các bác mua con này đến mức giá 500-600 thì nó vẫn rất là hợp lý. Con này mới tinh tương, bác nào bụng 78 thì lấy nhé, bụng 78 thì lấy nhé. Chất jean cực kỳ dày dặn, nó sẽ là chất jean mềm nhé, chất jean mềm chứ không phải là chất jean cứng nhé. Thì các bác mặc nó có độ co giãn này, đúng không ạ? Mấy cái chất này mặc cực kỳ sướng luôn. 320.000 nhé, mã T18. Giá này thì nó cực kỳ rẻ luôn. Mông má là còn nguyên vẹn nhé, chưa có người sử dụng đâu. T19 lên cho các bác một sản phẩm của nhà CK này, một cái thương hiệu cũng cực kỳ lớn. CK hàng của Mỹ nhé, con này các bác mua mới thì nó cũng quá trời tiền, rất đắt luôn. Đó. Nếu mà cách đây tầm 5-7 năm hoặc chục năm thì nói đến hàng hiệu thì người ta thường sẽ nhớ đến CK. Đẹp lắm nha các bác, vòng bụng 86, con này quần kaki form ống suông, quần kaki form ống suông nhé. Bác nào bụng 86 thì lấy nhé, còn trên quần nó sẽ để là size 34. Size 34 nhé, form ống suông, quần CK độ mới thì cũng khá là cao, độ mới cũng khá là ổn luôn. Đó, màu sáng ghi đẹp lắm. Nói chung giá trị sử dụng của mấy con quần này nó còn cực kỳ cao nhé. Bác bỏ ra tầm là hơn 200.000 mua một con quần này thì thực sự nó không phí phạm đồng nào hết rồi, toàn là thương hiệu lớn hết. 230.000. T19. T20 lên cho bác một cái sản phẩm của nhà Uniqlo. Con này là chất kaki nhé, màu xám vi, đẹp. Con ống suông, mới tinh. Con này thì nó cũng như một quần mới rồi, chưa có người sử dụng đâu. Màu này thì các bác mặc đi làm, đi chơi cho em thì quá là đẹp rồi. Nó mới là form ống suông nhé, nó mới tinh. Đó, hàng Uniqlo của nhà bên em thì các bác cứ mặc định là các bác đang mua hàng với mức giá sale 80-90% cho một quần nhé. Con này các bác mua mới không bao giờ có giá dưới 1 triệu nữa. Nếu các bác mua trong cái cửa hàng chính ngạch, cửa hàng chính hãng của Uniqlo, có thị trường là hàng trôi nổi thì em không nói. Còn lấy con này mà các bác vào store của nó, các bác mua thì nó phải trên 1 triệu một quần nhé. Vòng bụng 90-91 nhé, vòng bụng 90-91. Bác nào vòng bụng 90-91 lấy ngay con này cho em, vì giá bán em nói chỉ có 250 rồi nhé. Hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản, T20, một cái thương hiệu tầm trung của Nhật Bản. Nhưng mà nó là một cái thương hiệu gần như là toàn cầu rồi, một cái thương hiệu thời trang với cái tốc độ sinh trưởng, cái tốc độ phát triển quá kinh khủng. Gap này, con Gap này trên quần nó để là size 34 nhé, và con này phải nói thật với các bác nó cũng mới như một con quần mới luôn. Đó, nó mới tinh tươm nhé, nó mới tinh tươm luôn, sờ một cái tem các bác nhìn.
Các bác thấy cái tem nó còn sáng bóng này. Con này mới 100%, mới 100%, nó thiếu một cái tem mát thôi. Đây. Cái tem mát nó còn dính ở đây này các bác. Rồi, con này vòng bụng 88, vòng bụng 88 form bóng suông nhé. Các bác đang tìm con quần nó hàng hiệu. Nó thiết kế đơn giản, các bác mặc đi làm, đi chơi, sử dụng hàng ngày ấy, thì các bác có thể lấy cái mã này cho em. Bởi vì quần kaki thực ra nó cũng là một trong những cái sản phẩm, một cái mặt hàng bán cực kỳ chạy trên kênh của em. Đó, bởi vì những cái sản phẩm này thì các bác dùng quanh năm suốt tháng nhé. Các bác mặc quanh năm suốt tháng nhé. Mới tinh nha các bác, hàng của Gap, bộ 88 cho em, mã T21. T22. Một con quần này nếu mà các bác sử dụng, các bác đi làm, đi chơi thì mặc một vài năm không vấn đề gì cả. Hát đèn em này vẫn là thương hiệu lớn nhé, hát đèn em nhé. Made in Bangladesh, Mỹ. Made in Bangladesh nha. Con này vòng bụng 88 luôn. Con này thì form ống slim nhé, form ống slim. Thì đùi nó cũng form đùi của nó cũng khá là rộng, nhưng nó sẽ bo phần dưới này. Đó, thì đây sẽ là cái form slim fit dành cho bác nào mà thích mặc quần nó hơi bơm, hơi bó bó một chút. Nhưng mà con này đùi nó vẫn rộng nhé, đùi nó vẫn rộng. Form quần các bác mặc cái form quần này lên cực kỳ đẹp luôn. Form quần này các bác đeo thêm một cái đôi giày tây hoặc là giày thể thao thì nó cũng rất là hợp nhé. Hát đèn em độ mới của nó cũng là 100%, chắc chắn con này cũng chưa có người sử dụng nhất. Vòng bụng là 88, size trên quần để là size 33, 250.000. Bao ship quá rẻ, con này các bác mua mới cũng không bao giờ có giá dưới 1 triệu được. T22 nha các bác, T23 lên cho bác một con quần là con này để xem. À, con này là hàng của Polo Ralph Lauren, dòng tem vàng, dòng tem mới của nhà Polo nhé. Dòng tem mới của nhà Polo Ralph Lauren, siêu đẹp. Đó, các bác check giá con này, nếu mà các bác mua mới thì nó cũng siêu đắt các bác ạ. Có những website nó bán một con quần kaki của Polo Ralph nó lên tới 4 đến 5 triệu. Thực thật thì các bác. Đó. Vòng bụng 88 luôn nhé, vòng bụng 88 quần kaki phối màu nâu. Quá đẹp rồi, một con quần thương hiệu lớn như thế này. Nói chung độ mới mấy con kia độ mới nó 100% thì con này nó cũng được 90%, nó cũng không kiểu mới xuất sắc một con quần mới đâu. Nhưng con này thì bán với mức giá 250.000 độ mới như thế này thì quá là ok rồi. Quá là ok rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi hơn được nữa nha các bác. Vòng bụng 88 Polo Ralph Lauren, mông má còn rất là đẹp. Không xù vải, không bạc, không rách, không dính bẩn. 250.000 T23. T24 lên cho bác một con quần jean, con này hàng của Gu nhé, hàng của Mỹ. Hàng chính hãng của Gu Sport. Đẹp lắm, con này cũng mới tinh tương. Made in Cambodia, made in Campuchia. Quần jean nhé, form của nó là sẽ là form slim nhé. Bác nào thì mặc quần ống nó độ rộng nó vừa phải, bác nào người song rộng cao một chút mặc mấy con này nó tôn dáng lắm. Còn quần nhà Gu nhà bên em bán thì con này cam kết với các bác nó mới 100% luôn, không khác gì một con quần mới. Độ mới hoàn thiện, độ mới và cái độ hoàn thiện chi tiết trên quần thì nó xứng đáng được điểm 9 nhé. Hàng của Gu Sport nó cũng là cái thương hiệu lớn, thương hiệu lớn, thương hiệu nổi tiếng, nên các bác đang các bác đừng lo về cái chất lượng của quần. Con này bán 500.000 vẫn có người mua là chuyện bình thường nha các bác. 320.000 mới tinh tương 100% nhé, mới tinh tương 100%. Các bác mua quần jean thì các bác biết phải biết cái số đo của quần thì nó là sẽ là cái form quần gì nhé. Ví dụ ống nó 16 17 thì chắc chắn nó sẽ là cái form slim fit, còn ống từ 20 độ lên thì nó sẽ là cái form quần ống suông nha các bác. Lưu ý giúp em, nếu mà các bác thích mặc quần slim thì các bác phải biết cái form quần slim thì thông số nó thường rơi vào bao nhiêu, cái ống quần nó sẽ rơi vào bao nhiêu các bác. Còn form ống suông thì ống quần thường nó sẽ là bao nhiêu. Còn khi mà em lên quần thì em cũng báo cho các bác luôn là nó sẽ là cái form gì, form slim hay là cái form ống suông hay là form ống đứng nhá. Lưu ý giúp em. Các bác xem live thì các bác vui lòng giúp em mình để ý kỹ một chút nhá. Bởi vì em rất là kỵ cái việc mà ship hàng đi hoàn hàng về thì các bác. Khách bất cứ khách hàng nào cũng vậy thôi, mà hoàn hàng hoặc là bom hàng của bên em quá ba đơn thì bên em sẽ xin phép không phục vụ nha các bác. Con này sẽ là hàng của Tommy Hilfiger, bởi vì tất cả đơn hàng của bên em đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Con này hàng của Tommy nha các bác, hàng Tommy. Một con quần này thì nó sẽ là form quần công sở nhé. Bác nào mà mình đang tìm một con quần tầm size 27-28 thì lấy con này cho em. Con này nó mới tinh tươm, nó mới gần như là con quần mới và có thể nói nó là quần mới luôn. Con này chưa có người sử dụng đâu. Hàng của Tommy thì các bác cũng biết nó là một cái thương hiệu cũng rất là đẳng cấp rồi. Con này vòng bụng nó sẽ là
78 nhé, size cũng rất là đẹp, vòng bụng 78 nhé, form là form ống slim luôn, form ống nhỏ nhé, dành cho bác nào mà người mình nhỏ gọn một chút mà thường mặc quần vào sơ dù tầm size 27, 28, 29 đấy. Con này thì em không biết chính xác size của nó là bao nhiêu đâu nhé, nhưng vòng bụng con này nó sẽ là 78 thì em nghĩ nó sẽ rơi vào tầm 28 đấy, size 28 đấy. Đó, con này bác nào size 28 thì phải lấy nhé, bởi vì mức giá của nó là 250.000 và bác mua được một con quần chất công sở cực kỳ dày dặn nhé, và độ mới 100% của nhà Tommy thì phải nhanh tay này các bác. 250.000 T25. T26 em lên cho bác một sản phẩm của Voncom, cái này hàng của Mỹ nhé. Thương hiệu này thì sẽ là cái thương hiệu của Mỹ, size trên quần để là size 33. Và đặc biệt đặc điểm để nhận biết hàng của cái thương hiệu này thì cũng đơn giản thôi. Thường thì trên ống quần nó sẽ thêu một cái logo. Đó, nó sẽ thêu một cái logo ở trên trên ống quần. Thường những cái thương hiệu khác thì logo nó sẽ để là phía sau quần. Nhưng con này đặc biệt của nó thì cái logo nó sẽ thêu một cái ống quần cho các bác. Cũng rất là hay. Một cái điểm để nhận biết thương hiệu cũng rất là hay. Đó, logo của Voncom này. Phía sau cũng một cái logo của Voncom, chất kaki, độ dày vừa phải, không quá dày, không quá mỏng. Nói chung các bác mặc mùa hè, mặc mình đi làm thì ok, đi làm, đi chơi cho em đều hợp hết nhé. Con này độ mới nó cũng rất là mới, bởi vì cái cước để nó treo cái tem quần vẫn còn nguyên trên quần. Cước này là cước nó đi theo quần, chứ em không có dính vào đâu nha các bác, em không có gắn vào đâu, không có gắn được cái này vào quần đâu nhé. 250.000 nhé, con này cũng là gọi là quần mới luôn rồi, form là ống đứng nhé. Form ống đứng, cái độ rộng của ống là nó vừa phải nhé. Độ rộng ống vừa phải, không quá nhỏ, không quá rộng. 250.000, con quần này bán mức giá này cũng rất là rẻ nhé. 250.000 T26, T27, con này hàng của mình. 27 lên cho bác một sản phẩm của nhà Uniqlo, con này hàng của Uni. Hàng này thì hàng nội địa của Nhật nhé, tem của nó sẽ là tem Nhật. Đó. Hàng Uni thì nó cũng có nhiều dòng á, nhiều dòng lắm các bác nhé. Có dòng nó chuyên xuất châu Âu, có dòng thì sử dụng cho nội địa Nhật, còn những cái dòng thì nó xuất cho những cái nước châu Á, tem cốt của nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Con này quần Uni màu nâu, form ống suông, mặc đi làm đi chơi cho em rất là đẹp này. Nói chung là các bác mua về mua vài con là mặc chán rồi mình cho một tặng, và các bác mua về cho tặng cũng được. Mấy cái dòng này các bác mặc thì nó cũng rất là bền. Và khi các bác chỉ cần mua 3-4 quần thì các bác mặc quanh năm cho em được, không hỏng. Trước các bác phải bỏ ra tầm 1 triệu hơn 1 triệu mua một quần của Uniqlo, thì bây giờ 1 triệu các bác mua được 5 cái. Độ mới thì nó cũng rất là ok. Nói chung là cũng xấp xỉ hàng mới. Vòng bụng 82 nhé, mã T27 vòng bụng 82, con này bán chi hơn 200.000. 200.000 quần rất là mới nhé. Tiếp theo lên cho bác một sản phẩm của một cái quần kaki của BLK. Con này thì hàng của nó thì cũng mới tinh tươm. Form là form ống suông. Form ống suông nhé, rất đẹp. Con này bác nào cao trên 1m7 cho em nhé, cao trên 1m7. Vòng bụng con này nó sẽ là 96 nhé, size nó sẽ rơi vào tầm size 36, 38. Bác nào mà mặc size 36, 38 thì lấy nhé. Con này size lớn này. Đó. Con này thì hàng của Mỹ nhé. Con này hàng của Mỹ, hàng được made in USA. Made in USA. Đó, hàng nó sản xuất ở đâu thì thường bên em sẽ báo cáo, nó rất là rõ ràng cho các bác. Có những bác thì thích dùng hàng Mỹ, có bác thì thích dùng hàng Nhật. Còn hàng Trung thì gần như không bác nào thích. Mà nói vậy thôi, bây giờ thì tất cả những cái thương hiệu thời trang lớn nói riêng, và những cái sản phẩm mà những cái thứ khác bây giờ nó sản xuất gần như là sản xuất ở Trung Quốc thì rất là nhiều. Bây giờ hàng các bác thấy thì nó đều made in China hết rồi. Quần Adidas, quần Nike này kia giờ cũng made in China hết rồi các bác. Đó. Nhưng mà bản chất nó vẫn là hàng chính hãng nha các bác, con này made in USA. Nên nhiều bác vẫn còn mang cái định kiến là hàng của Trung Quốc, sản xuất ở Trung Quốc nó là hàng dở, nó là hàng kém chất lượng, không có đâu các bác ạ. Bởi vì những cái thương hiệu lớn nó đã đặt nhà máy ở Trung Quốc thì chắc chắn nó phải để trong cái tem là made in China, made in Trung Quốc rồi. Nó vẫn là hàng chính hãng nha. Chất lượng sản phẩm thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Không ảnh hưởng nhiều nha các bác. Tiếp theo này, lên cho bác một sản phẩm, con này thương hiệu này nó hơi lạ một chút. Con này chưa cầm trên tay bao giờ. Con này là hàng của Nhật Bản nhé. Tem cốt thì rất là nhiều. Nói chung hàng nội địa của Nhật thì nó cũng nhiều. Không thể biết hết được đâu các bác. Nhưng mà con này đẹp. Nói chung con này là chất quần, là quần jean đi nhé, chứ không phải là quần kaki. Con này quần jean phối màu rất là sang. Nhưng con này các bác mặc đi chơi thì đẹp lắm. Cái màu này các bác mặc đi chơi đẹp nhé. Cái chất jean của nó cực kỳ mịn nhé, chứ không phải là chất jean cứng đâu.
Con này chất jean mềm mịn, mặc mùa hè thoải mái, linh hoạt nhé, đẹp lắm, quần thì rất là đẹp, quần mới lắm. Jean của Nhật nha các bác. Con này form đẹp, form là form ống đứng nhé, form ống đứng. Con này 230.000 nhé, nó là quần jean không phải quần kaki đâu. T29, con này màu xanh, các bác mặc trên cho em một cái quần, một cái áo sáng màu nữa là đẹp. Form đẹp nhé, quần đẹp, quần mới nhé. 230.000 rất là rẻ nhé. Nói thẳng thắn luôn, một cái mã bên em bán cho các bác lời có vài chục nghìn, không có nhiều. Còn những kênh khác thì ta bán, thì bác một con quần jean thì ta bán cũng tầm 300-400 nghìn, thậm chí 450.000 quần. Không có rẻ đâu, cùng là một sản phẩm thôi, nhưng mỗi bên bán một giá thì nó là đồng xi các bác. Còn em thì vẫn sẽ điều chỉnh cái giá nó êm nhất cho các bác, êm nhất cho các bác nha. Tiếp theo này, Liverpool. Cái này nó sẽ là cái con sót ở trong cái line quần jean của Mỹ ở cái line tuần trước các bác. Sót đúng một con này. Chắc các bác không biết cái thương hiệu này đúng không? Bởi vì khi mà các bác chết giá ra con này ấy, thì các bác sẽ thấy choáng nha, nó bán siêu đắt. Hàng của Liverpool này, cầm cái quần lên này em biết rồi. Nhưng có những cái thương hiệu đôi khi các bác không biết ấy, nên các bác không biết cái giá trị thật của nó đấy. Đó, cầm con quần lên là biết nhé, hàng của nước Anh ấy. Thương hiệu chuẩn của nước Anh. Con này chất quần jean co giãn nhẹ, nó có độ co giãn nhưng mà rất là nhẹ, còn màu của nó cũng rất là đẹp. Form gần như là form slim nhé, form ống đứng. Con này form ống đứng, bắt nào mà người dăm dặm cao một chút là mặc siêu đẹp cho em nhé. Độ mới của quần nó rất là cao nhé, độ mới quần rất là cao nhé. Con này thì vòng bụng là 88 cho em nhé, mã T30 vòng bụng 88. Con này Calai trước bên em bán 450.000, con này Calai này bên em sale cho bác bằng 320.000, 320.000. Hàng Liverpool, Los Angeles, Mỹ. Los Angeles, à sorry, con này là hàng của Mỹ nhé, không phải hàng của Anh đâu. Hàng của Mỹ nhé. Relax, con này là cái form mặc của nó thoải mái quá, nó có độ co giãn nhé, độ mới cao lắm. Bắt đầu vòng bụng 88 lấy nha, sale còn 320 nhé, một con duy nhất thôi, không có nhiều. Tiếp theo lên cho bác một sản phẩm, con này của Chad Lauren. Chad Lauren nhé. Hàng của thằng này thì nó làm cũng siêu chất lượng. Giá bán nó cũng không thua kém thằng Polo Ralph Lauren, anh em nhà nó cả nhé. Con này quần kaki màu trắng kem. Trắng kem nhé. Đây, nó có một cái logo của Chad Lauren phía sau này. Con này màu kem form ống suông cho em nhé, độ mới cao. Hàng hiệu chính hãng của Chad Lauren nhé, độ mới rất cao. Con này để cho bác giá 250.000 đi. Bác nào vòng mục 80 thì lấy cho em nhé, form của nó sẽ là form ống suông cho em nhé. Form ống suông 250.000 mã T31 cho em nhé các bác. T31 màu kem mặc rất là dễ mặc nha, rất là dễ mặc, màu sáng màu nhưng còn mới tinh luôn nha. T32 đây cho bác một con quần kaki. Con quần kaki này chất liệu nó dày vừa phải, không có quá dày, không có quá mỏng nhé. Hàng của Mỹ, thương hiệu Banana Republic đó, made in Bangladesh, Mỹ luôn nhé. Con này size của nó sẽ là size size cỡ, con này vòng bụng là 92 nhé, vòng bụng 92, size trên quần nó để là size 35. Form ống suông, siêu đẹp, siêu mới, chất kaki mỏng cho em nhé. Con này bác nào mà đi làm đấy, các bác đang tìm con quần nó cái phối màu nó dễ mặc, nó lịch sự, đó thì các bác lấy nhé. Con này nó cũng mới, mới 100% nhé. Đây, cái cước để nó treo cái tem chính hãng của nó còn nguyên đấy nhé. Hàng của Banana Republic mới 100%. Hàng của Mỹ nhé, made in Bangladesh, con này bán 250.000. Vòng bụng 92 nhé, 250.000, bao ship toàn quốc nha các bác, bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo này, 33 lên cho bác một sản phẩm của Uniqlo. Con này thì đánh giá cao về phần chất liệu và cái phần phối màu nha. Độ mới của nó thì cũng làm con quần mới luôn. Con này rất mới nha, mới tinh tương. Đó, form ống suông, siêu phẩm, màu sáng màu nhé. Con này mới tinh nhé, bởi vì em khui ra nó còn nguyên tem mà. Hàng chính hãng Uniqlo, chất kaki mềm nhé, chất kaki rất là mịn luôn. Màu sáng màu nó dính một vài vết bẩn nhẹ thôi. Đâu. Mấy cái màu sáng này thì không tránh được cái phần cái việc mà nó dính bẩn. Nó dính bẩn này sẽ là dính bẩn bụi, không phải là bẩn ố, bẩn màu luôn nhé, bởi vì đây là phần mới nha các bác. Còn bẩn bụi thì em xin được phép nhắc lại là bên em sẽ không tính là lỗi đâu nha các bác. Không tính lỗi với mấy cái vết bẩn bụi nha. Nó gọi là vết bẩn nhẹ đấy, các bác giặt bằng cái hình thức giặt thường thôi là nó sạch rồi, không cần phải ngâm. Đó, nói để cho các bác nào và khách hàng mới thì biết không.
Tiếp theo này, lên cho bác một sản phẩm của Banana Republic. Con này cũng là quần kaki và màu xanh rêu, rất là đẹp nhé. Hàng của Mỹ đấy ạ. Made in Bangladesh, Mỹ luôn. Cái này size trên quần để là size 34. Form là form ống đứng nhé. Form ống đứng, rất đẹp. Bác nào người rong dòng cao ấy, mà các bác thích mặc một cái form quần ống nó không có quá rộng này, không có quá nhỏ. Ống nó sẽ là ống tầm trung cho em nhé. Cái này vòng mũ 84, hàng Banana Republic, mới tinh tươm ạ. Mới tinh tươm đấy bác. 250.000 cho em nhé, mã 34, 250.000, mã T34. Con này cũng mới tinh nhé, đây, cái cước của nó treo cái tem mạc nó còn nguyên này. Cước này thì chỉ có công ty nhà máy nó mới luồn vào quần đấy nhé, chị em là em chịu với các bác. Các bác cứ yên tâm, em nói cái cước của nó là cước chính hãng là quần mới, thì bác cứ yên tâm với là quần mới. Không phải lăn tăn gì đâu ạ. Thêm một con Edwin này, có con Edwin nhé, con này thì quần jean, chất nó là chất jean và nó mới 100% luôn. Đây, các bác nhìn cái mông này thì chắc chắn chưa có người sử dụng đâu. Made in Japan, Nhật Bản nha. Hàng chính hãng Edwin. Size trên quần để là size 33 nhé. Size trên quần để là size 33. Form ống suông nhé. Form ống suông. Con này để cho mức giá là 320.000 luôn nhé. 320.000 là mức giá bán tri ân nhé. Một con quần này bên em khui ra cái tiền cốt của nó phải lên tới 350.000. À 250.000 nhé. 250.000. Tính chi phí vận hành, chi phí ship vào thì nó cũng tầm 260-270. Bán cho các bác 320 là đời cũng 50.000 một quần đấy. Nói thật đi nha các bác, nói thật sự luôn. Quần jean năm nay khui thì nó siêu đắt luôn. Kiện bên em mở toàn kiện 14-15 triệu, không bao giờ có chuyện mà nhập cốt về một cái quần mà nó giá 100-200.000 và bán cho các mức giá là 300, nó không có đâu nha. Nên quần áo, những cái sản phẩm đặc biệt, những cái mã hàng tuyển thì bên em sẽ phải lựa chọn khách bên em bán đấy. Đấy là em nói thẳng thắn luôn nha các bác. Còn khách hàng mới vui lòng tặng bên em mới đi đơn nha. Con này hàng của English Drive, con này cũng siêu đẹp, nó sẽ là cái chất nó giống như là cái chất gốm nhé. Hàng của Mỹ, made in Bangladesh luôn, tem là tem đen nhé. Hàng của Mỹ luôn. Nói một cách dễ hiểu, cái chất gốm nó là cái chất gì? Cái chất nó sẽ là cái chất nó mỏng, nó nhẹ. Đó. Và cảm giác nó sang nha các bác. Con này rất là đẹp. Chất liệu nhỉ, đổi mới thì gần như là hoàn hảo luôn các bác. Mới tinh tương. Hàng của Mỹ, made in Bangladesh, cái tag là đằng sau là cũng rất là đẹp này. Mới tinh nhé. Con này để cho bác mức giá 250.000, bởi vì con này hàng hiệu Mỹ và cái độ mới của nó gần như con quần mới luôn. Chắc chắn đây là quần mới nhé. Bác nào vòng bụng 88 phải lấy nhé. Con này chất liệu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nó không có quá mỏng, nó không có quá dày. Đó, mịn lắm. Màu cũng rất là sang, rất là đẹp. Với con này các bác mặc đi tiệc cho em rất là đẹp này. Con này phải lấy nhé, bụng 88 phải lấy. Tiếp theo T37 lên cho bác con càng này thì nó rất là kaki mỏng. Chất nó gần giống như là quần tây. Gần giống như là quần tây nhé, nhưng con này em cảm giác nó sẽ là chất kaki mỏng nhé. Đó, chất kaki mỏng, form ống suông nhé. Con này hàng của Banana Republic luôn, một cái thương hiệu của Mỹ và made in Bangladesh Mỹ nha. Con này nó cũng là một con quần mới luôn, bởi vì cái cước nó treo cái tem thông tin và giá của sản phẩm nó còn dính trên quần này. Con này form ống suông, các bác mặc đi làm cho em thì cực kỳ đẹp nhé. Mới tinh ạ. Cái chất liệu của nó đẹp lắm. Đây, các bác nhìn cái chất quần em này. Nói chung cái thương hiệu này em bán cũng nhiều, cũng không cần thiết phải giải thích, phải giới thiệu quá nhiều nữa. Còn bây giờ các bác mua hàng, các bác cứ để ý vào cái thương hiệu, các bác đã mua cái thương hiệu đó một hai lần rồi thì lần sau các bác cứ nhìn cái thương hiệu đấy mà mua. Còn mình để ý thêm cái độ mới nữa là ok rồi. Con này 200.000 luôn nha các bác, 200.000 luôn. Con này vòng bụng 90, form ống suông kia là vòng bụng 90. Nói chung một cái sản phẩm trước khi bên em bán cho bác mà bên em đã đo đạc rồi, và cái thông số nó gần như sẽ là cái thông tin thông số chuẩn nhé. Còn bên em đo hàng thì bên em sẽ đo lui lại một phân, có nghĩa là bụng, nếu mà bụng chuẩn theo thước đo nó là 91 thì bên em sẽ báo cho các bác là 90, để cho các bác mặc thì nó sẽ có cảm giác thoải mái nhất. Bởi vì thường những cái dòng quần này thì bác sẽ mặc mình kèm với phụ kiện như là thắt lưng đấy các bác. Đó thà thừa ra tầm nửa phân rồi tới một phân các bác mặc thoải mái nhé. Còn hơn bên em đo chuẩn hoặc là đo nó bị thiếu ấy. Quần mà đo thiếu thì dở rồi, còn đo thừa ra một phần thì không bao giờ bị gì các bác, mặt nó vẫn đẹp, vẫn vừa thoải mái. Bởi vì đôi khi các bác còn lên cân nữa nhé, đôi khi các bác còn lên cân nữa nhé. Lên cho bác thêm một con hàng của Mỹ luôn nhé, cái này made in USA, thương hiệu hơi khó đọc, xin theo các bác là không có đọc thương hiệu làm gì nhé. Hàng của USA, con này thì quần jean nhé, con này quần jean form ống nhỏ, form slim fit ấy. Bác nào mà cảm chân nhỏ một chút thì mặc cho em nhé. Con này vòng bụng là 86, vòng bụng 86 nhé, màu wash cực kỳ đẹp này. Mới tinh nhé, con này cũng rất mới, form slim fit, form dành bác nào thích mặc quần ống bó nhỏ. Con này vòng bụng là 86 cho em nhé, vòng bụng 86.
250.000 hàng Mỹ nha, made in USA nhé. Thường thì bây giờ những cái sản phẩm mà các bác thấy made in USA thì nó thường sẽ là thương hiệu của Mỹ. Còn cái thương hiệu của nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc thì ít khi nó sản xuất tại USA. Gần như là không có. Con này cũng đẹp. Con này bác nào mà cần tìm một con quần trắng đấy thì các bác phải lấy cái này nhé. Và size nó cũng hơi lớn. Đẹp lắm. Con này quần trắng chất cốt tông, nó là quần kaki nhé, hàng của Nhật Bản nhé. Size con này hơi lớn, bác nào phải mặc size 38 nhé. Con này chuẩn size 38 luôn. Vòng bụng bên em đo ra được sẽ là 94, form ống suông, size trên quần để là size 38. Bác nào đang mặc quần kaki size 38 thì đấy nhé. Con này mới 100%, mới 100% nhé. Form ống suông, ống rộng này. Đó, bác nào size 38 thì một con quần nó sáng, nó trắng, nó sạch sẽ. Các bác mặc đi tiệc, sử dụng vào những cái dịp trang trọng một chút thì đấy con này nhé. Size 38 và bụng là 94 cho em, con này để cho bác giá 220.000. Tất nhiên màu trắng thì nó sẽ dính một vài vết bẩn bụng nhé. Còn em nói rất là nhiều lần rồi, quần trắng thì chắc chắn nó phải dính bẩn. Này, con bẩn này là bẩn bụng, các bác về giặt là sạch, không cần phải ngâm nhé. Tiếp theo T40 lên cho bác con Levi. Con Levi này form ống đứng, form ống đứng, độ rộng ống vừa phải nhé. Con này màu xanh rêu nhạt, hàng chính hãng Levi nhé. Quần là quần kaki. Con này độ mới thì nó được trên 8 điểm, nó không mới xuất sắc đâu. Nhưng các bác mua con này thì các bác mua về cái phần thương hiệu nhé. Bởi vì nó sẽ là quần của Levi. Tem cốt chính hãng của Levi vẫn còn nguyên vẹn nhé. Con này thì dòng white tag này, chúng nó có một cái white tag phía sau, cái tag màu trắng các bác. Nói chung quần thì quần rất là ổn luôn. Con này em bán cho bác mức giá 280-300 thì nếu mà tính ra giá trị sử dụng của cái thương hiệu này với cái độ mới như thế này bán 300 vẫn rất là rẻ nhé. Nhưng con này thì 220.000 các bác, 220.000 thôi. Form dáng còn gần như là còn nguyên bản nhé. Màu sắc còn rất là tươi, nhưng mà đối với những cái con quần mới 100% thì nó sẽ không mới bản. Nên con này bán 220.000 thôi, mặc dù nó là thương hiệu mới nhé. Vòng bụng là 78, bác nào bụng 78 thì lấy con này nhé. Giá trị sử dụng vẫn còn rất là cao, mông má còn đẹp, không có bạc, không sờn, không rách gì cả. Tiếp theo lên cho bác một con Quang L này, mà T41, hàng của Mỹ, thương hiệu của Mỹ nhé. Con này form ống đứng cho em này, form ống nó đứng nhé, form ống đứng vẫn là cái tag của nhà Quang L ở đây này. Con này thì cũng mới hoàn hảo luôn nhé, thương hiệu của Mỹ mới tinh tương luôn, thương hiệu của Mỹ mới tinh tương. Bác nào mà cao trên 1m7 đó, người các bác làm kiểu mạnh khảnh ấy, cao ráo một chút mặt với con này đẹp, tôn dáng nhé. Con này vòng bụng là 78, vẫn là size rất là đẹp. Vòng bụng 78 size rất là đẹp nhé. Hàng này thì thương hiệu lớn của Mỹ rồi, nó là một trong những thương hiệu sản xuất đồ jean cũng không thua kém gì thằng Levi đâu các bác. Những cái thông tin này thì các bác có thể tìm hiểu trên mạng nhé. Tất cả những cái thông tin này các bác có thể tìm hiểu trên mạng. Nói chung các bác thích một cái thương hiệu nào đó, các bác đã từng sử dụng qua nó rồi, các bác có thể tìm hiểu thông tin trên mạng để các bác lần sau cũng mua hàng cho nó dễ. Đó, thì các bác sẽ biết cái giá bán cái đem bán ra so với một cái sản phẩm với thương hiệu đấy nó có hợp lý hay không. Good đi lâu đó, hàng này thì cũng là hàng của Mỹ luôn, cái này made in Indo mới tinh tương, con này thì cũng mới 100% luôn nhé. Con này em khui ra nó còn nguyên tem mạc nhé, nguyên tem mạc nhé, đẹp lắm. Con này cũng form ống suông nhé, form ống suông đó, mặc cái này quá là đẹp luôn. Mới kính con, nói chung con này các bác cứ mặc định nó là quần mới đi nhé. Size trên quần để là size 36, vòng bụng bên em đo ra được sẽ là 92 nhé, vòng bụng bên em đo ra được sẽ là 92. Size trên quần để là size 36, con này quần kaki và chất kaki của nó sẽ là chất kaki mềm, cực kỳ mịn luôn. Màu đen mới tinh nhé, màu đen mới tinh, con này như mới luôn. Đó, 250 nhé. Tiếp theo 43 lên cho bác một con chất kaki mỏng này. Con này kaki mỏng nhé, con này kaki mỏng và hàng của nó sẽ là hàng của Aizo Nhật Bản. Size là size 34, chất kaki mỏng, chất nó tương đương với cái thằng nó giống như là cái chất gốc, nó chất gốc nhé, kaki mỏng, cái chất nó kiểu như là nó mềm và nó mịn và nó có hơi hướng, hơi thể thao một chút nhé. Các bác mặc mấy cái chất này thì nó sẽ linh hoạt hơn, những là cái mấy cái chất nó dày dặn hơn một chút. Con này chất siêu đẹp luôn nhé, nó là quần kaki, chất kaki mỏng nha các bác, nó cái độ dày của nó chỉ dày hơn quần công sở một chút thôi. Nên các bác mặc vào mùa hè thì nó cực kỳ thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó linh hoạt đấy. Con này rất đẹp, hàng Nhật Bản nhé các bác, độ hoàn thiện của quần là 99%. Có một con quần em cầm trên tay này em biết, bởi vì trước khi bán cho các bác là từng con quần bên em đã check rồi, bên em đã kiểm tra về cái chất lượng của sản phẩm rồi đây các bác. 250.000 còn bụng 90, bác nào bụng 90 thì phải lấy nhé, các bác sẽ không thất vọng về nó đâu. Và đặc biệt là cái mức giá bán này thì quá là êm rồi. T44 lên cho bác thêm một con Volcom của Mỹ nhé. Đó, con này thì nó vẫn vậy thôi,
cái logo của nó vẫn để ở dưới ống quần, hay chưa? Hay nha. Một cái điểm rất dễ nhận biết của cái thương hiệu này nha các bác. Vòng bụng chuẩn con này sẽ là 86 nha. Con này bán cũng rất là nhiều rồi, cũng không cần phải xem tem cốt làm gì nhé. Hàng Volcom của Mỹ. Con này chất kaki và độ dày của nó vừa phải, không quá dày, không quá mỏng nha các bác. Form con này là form ống đứng nhé, form không quá to, không quá nhỏ. Siêu đẹp nha. Siêu đẹp, hàng của Mỹ, thương hiệu lớn, độ mới cao, giá bán cực kỳ êm nhé. Con này vòng bụng 86 giá là 250.000 nha các bác. Vòng bụng 86 giá là 250.000 cho em nhé. Vòng bụng 87, à quên, mã 45, T45 lên cho bác thêm một sản phẩm đến từ Mỹ nhé. Hàng của Old Navy, cái này các bác mua mới trên website của Old Navy, giá dao động từ 1.4 triệu đến 1.5 triệu một quần. Nói chung giá bán của nó cũng thuộc dạng tầm trung giống như thằng Uniqlo thôi. Đó, nhưng mà chất lượng sản phẩm của nó cũng rất là cao, cũng có thể gọi đây là một cái thương hiệu lớn rồi, một cái thương hiệu thời trang lớn rồi, không phải là những cái thương hiệu bình thường. Nó cũng có cái thâm niên rất là cao nhé, lâu năm rồi chứ không phải những cái thương hiệu mới đâu nha. Con này để cho bác mức giá là 250.000, quần mới thì 100% luôn, hàng của Old Navy nhé. Chắc chắn ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều bác đã chơi cái dòng này, cũng mua sản phẩm của Old Navy rồi. Giá nó cũng không có quá đắt, dễ tiếp cận, chất lượng sản phẩm tốt và còn là hàng của nước ngoài sản xuất. Nói vậy không phải là em ý em là hàng Việt Nam nó không chất lượng bằng đâu nhé. Nhưng mấy cái thương hiệu này là những cái thương hiệu nước ngoài và cái giá bán các bác mua nó rất là hợp lý. Không phí một xu nào đâu. Con này form ống đứng nhé, form ống đứng. Ống không quá dày, ống không quá lớn, không quá nhỏ nhé. Vòng bụng 92 cho em nhé, siêu mới luôn nhé. Hàng Old Navy, 250.000 luôn. 250.000 đấy, mã T45. Còn vài mã nữa thôi nha các bác, còn 6-7 mã nữa. Ngày hôm nay thì có tầm 50 mã. T46 này các bác, T46. Lên cho bác một con quần jean của Nhật nhé. Con quần này thì nó cũng rớt lại trong calibre của hai tuần trước trong cái lô hàng của jean Nhật ngày hôm nay siêu cho bác luôn. Con này quần ống đứng nhé, quần ống đứng nó vẫn phối cái màu kiểu vintage, phối màu đúng theo cái chất jean của Nhật Bản đấy. Đó. Màu con này thì mới tinh nhé, con này quần mới tinh, cũng như một con quần mới luôn. Đó, con này cũng là một trong những con rớt trong cái calibre quần jean Nhật của hai tuần trước. Nói chung một calibre thì bên em rớt tầm 1-2 mã thôi. Và tất nhiên thì bên em cũng sẽ không lên lại và bán cái mức giá giống như cái calibre hôm đó. Một khi mà quần bên em đã lên line lại là chắc chắn chúng ta sẽ có giá sale nhé. Con này sale còn 200.000, vòng bụng 82 nhé, quần jean của Nhật, vòng bụng 82. Mã 46 cho em nhé, T46 200.000, một con jean Nhật đồng với cao, các bác mặc phải đi chơi đi làm cho em vẫn rất là êm nhé. Form ống đứng nhé. Tiếp theo T47 lên cho bác một con quần kaki, con này cũng mới, quá mới luôn, hàng của Old Navy luôn. Old Navy thương hiệu của Mỹ luôn nhé. Chất kaki màu nâu này thì cũng quả là một trong những cái phối màu quốc dân rồi, những cái phối màu quá là dễ mặc rồi. Các bác cùng mặc quần kaki được, các bác sẽ mặc màu đen, màu nâu và màu xám trắng là nhiều. Con này vào bụng 86 cho em nhé, hàng chính hãng của Old Navy, 250.000 nha. Mới tinh nhé, con này cũng mới lắm. Chất kaki sở rất là khách hàng. Mới tinh nhé, 250.000 cho em. Mã T47, T48. Đây là cái lô hàng mới về nha các bác, chứ không phải là hàng cũ, hàng tồn kho đâu. Hàng bên em là vẫn cam kết với các bác ngày nào cũng phải cập nhật hàng mới hết, làm đủ mọi cách để cập nhật hết hàng mới cho các bác nha. Mặc dù trong cái thời gian hiện tại thì đồ xi nó đang cực kỳ khan luôn, nó cực kỳ khan luôn. Đó. Tiếp theo này, con này mã T48 nhé, T48 lên cho bác một sản phẩm, con này hàng của Nhật Bản nhé. Thằng Brook Brother. Size là size 36 à, trên quần để là size 36 nhé, con này made in Malaysia. Tem code là đầy đủ luôn, hàng thương hiệu lớn luôn nhé. Một cái thương hiệu bên em bán ra thì tất nhiên là cũng sẽ kiểm tra rất là kỹ trước khi bán cho các bác rồi. Nói chung là một con quần cân, tất cả cái sản phẩm quần kaki trong cái lô hàng này thì các bác cứ yên tâm, không có con nào giá mà các bác mua mới có giá dưới 1 triệu đâu. Đây, con này cũng còn mới tinh nhé, con này mới 100% luôn, mới 100% luôn nhé. 250.000 vòng bụng 86, mã T48, T48 vòng bụng 86, siêu mới luôn, quần siêu mới nhé. Rồi 280.000 quần siêu mới, form ống suông cho em nhé, con này chất cực kỳ đẹp luôn nhé, 250.000 đẹp. T49 lên cho bác một con của Babel này, Babel, con này hàng của Mỹ luôn nhé,
hàng của Mỹ luôn, size 32, chất cốt tông, quần kaki độ dày vừa phải, màu vàng nâu. Quần thì không quá dày, không quá mỏng. Con này thì nó cũng khá là cao cấp, còn cái chất vải là biết nhé. Con này vòng bụng 84, chất không quá dày, không quá mỏng. Các bác nào mà đang tìm một con quần kaki chất nó nhẹ nhàng một chút, nó linh hoạt một chút thì lấy mã này nhé. Con này rất đẹp, hàng của Mỹ nha, hàng made in USA nha. Đẹp lắm nha các bác, form cũng suông. Các bác phải lấy con này nhé, bởi vì nó rất là mới. Con này made in USA, hàng Mỹ luôn. 200 đi, con này chất nó hơi mỏng để cho bác 200 nhưng mặc dù quần nó rất là mới. Mấy con cuối line thì bên em sẽ đao giá xuống nhẹ nhàng một chút để cho các bác mua nhé. Tri ân cho các bác nào vẫn xem hàng đến tận cuối line nhé. Bởi vì có những con siêu phẩm nó sẽ để ở cuối line nhé. Con này made in Romania, con này quần kaki của Hilti nhé. Siêu phẩm, con này cũng gọi là cái hàng siêu phẩm đấy. Con này là hàng của Đức nhé, quần của Đức nhé. Và đúng theo cái kiểu chất quần của Đức, thường em để ý phía sau đường line nó sẽ xẻ ở phía sau như thế này. Đúng chất quần của thằng Đức nó hay là nhé. Con này form bóng suông, đùi rộng nhé, chất kaki cực kỳ dày dặn luôn. Con này đẹp lắm. Các bác nhìn cái màu của nó này, chất thì cực kỳ mềm luôn nhé. Con này để cho bác mức giá 250.000 nhé. Con này không thể bán rẻ được, bởi vì nó rất là đẹp. Chất nó siêu cao cấp luôn, các bác nhận hàng, các bác sờ cái mãi cho em nhé. Vì sao? Vì sao mà em nói nó, các bác không thể bỏ qua cái mã này nhé. Đó, hàng của Đức em tốt rất đẹp. Mã T50 T51, em đây cho bác một cái sản phẩm của thương hiệu một sản phẩm của CK này. Ở đây có một con CK nhé. CK con này là quần kaki form ống suông. Quần kaki form ống suông. Con này là vòng bụng là 90 nhé. Vòng bụng 90, hàng chính hãng CK. Đó, CK các bác ạ, cuối line để cho bác mức giá là 220 thôi. Đó, size để trên quần là size 32 cho em nhé. Size 32, hàng chính hãng của CK. Quần đẹp quá các bác ạ. CK đi các bác ạ, hàng nó thuộc dạng của bộ VIP. Con này các bác cũng không thể bỏ qua nữa. Nói chung độ mới con này thì nó cũng tầm sấp xỉ 9 điểm. Nó không kiểu mới như mấy con kia nhé. Nhưng mà độ mới thế này là quá ổn rồi. Nó cũng chẳng khác gì quần mới đâu. Nhưng mà em là một thằng bán hàng rất là khó tính với sản phẩm. Một là em bán rất đắt, hai là bên em bán rất rẻ. Đó. Còn hàng mà bên em đã nói với các bác là điều chỉnh theo giá rồi thì các bác yên tâm mà mua đi. 220.000 nhé, vòng bụng 90, hàng chính hãng CK, độ mới rất cao. Đó, nó không có xuất sắc kiểu 100% như mấy con kia đâu. Nhưng mà em nó cũng được tầm 85-90%. Thế là quá ok, con CK với mức giá nó hơn 200.000. Rồi mã cuối cùng nha các bác, mã cuối cùng này. Con này thì nó như mới luôn, mà nó vẫn là hàng của H&M, thương hiệu lớn. Mấy con này các bác mua trong trung tâm thương mại lớn thì các bác mới mua được thôi. Bởi vì shop nó thường đặt ở những cái trung tâm thương mại lớn. Mà các bác vào shop của nó, các bác mua thì giá toàn giá trên trời. 1,5 triệu, 2 triệu một quần, hơn 1 triệu cũng có nhé, tùy mùa, tùy thời điểm. Đó. Nói chung là nó bán giá hơn 1 triệu, 1 triệu rưỡi với một con quần này em thấy cũng rất là ok. Chất lượng quần rất là cao, quần kaki nhé, tem cốt đầy đủ hàng chính hãng hết này em, thương hiệu lớn. Con này vòng bụng hơi lớn nhé, vòng bụng 96, vòng bụng 96. Con này nó sẽ thiết kế là kiểu vắn gấu như thế này nhé, vắn gấu như thế này. Bác nào không thích vắn gấu thì mình về mình xuống gấu thôi. Không thích mà theo không cần gắn gấu, vắn gấu thì xuống gấu thôi, các bác cắt cái đường chỉ này đi thôi, đơn giản lắm. Đó, đẹp, mới, đẹp và mới tinh, nó đẹp và nó mới tinh tươm như một con quần mới. Các bác mã cuối cùng này, mã cuối cùng 220.000 cho em nhé. Con này nó sẽ là form suông hàng của H&M nhé. Đó, con này các bác không thích mà gắn gấu thì các bác xuống gấu đi. Bởi vì khi các bác xuống gấu nó không bị mất form của quần đâu nhé, yên tâm như các bác, yên tâm. Mới tinh nhé, quần kaki, chất đẹp lắm. Mới tinh tươm 220.000 mã T52, mã cuối cùng trong cho live của tối ngày hôm nay nha các bác. Rồi, hẹn các bác vào cái live của tối mai. Tối mai thì tâm lực bên em sẽ lên cho bác một cái lô sản phẩm áo thun của bẻ nhé. Và chúng ta có thêm một vài mã áo khoác chống nắng của những cái thương hiệu thể thao thời trang hàng đầu thế giới. Nói chung áo khoác chống nắng có tầm 8-9-10 con thôi nhé. Rồi, em xin cảm ơn các bác và kính chúc các bác một buổi tối thật vui với gia đình.